chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đã xem kênh Dân Giả Đồng Quê. Sáng hôm nay hai chị em có trộn ba mắm ruột để bán vào ngày ăn chay nè ông bà cô chú ơi. Bữa nay trộn lỡ tay hơi bị nhiều tí xíu, chạy ra tới ba mâm luôn. Và hai chị em tranh thủ buổi sáng lên đây để mà bán vào buổi sáng luôn, nghe cả nhà bán nhiều cũng bán hết. Thì cũng như lần trước, Diền sẽ bán là 300g 5.000 nghe cả nhà. Ủa 300g 10.000 nói tầm bậy. Dạ bà ba, này cái mâm ruột rất là hấp dẫn nha. Dạ chị 5.000. Dạ chị. Ở như này hết chứ ba. À đi xuống. 5.000 là 150 cả gam. Dạ. Dạ rồi. Ôi 5.000 là một hộp đầy luôn. Dạ. Một con lên đây. Cho chị bên đây, cho chị bên đây cho bà ba chờ con tí xíu cho chị đi làm. Bà ba chờ con chút nha. Mắm ruột chay nè cô chị ơi. Ớ ngọt thôi. Dạ. Gác như đi xuống hầu chắc. Có kìa, bỏ trước. Đằng tường bán rẻ. Cái này 10.000. Dạ, cái này là 10.000 của bà ba bên đây luôn. Mắm ruột chay. Bà ba chờ con xíu mắm ruột chay nè bé yêu ơi. Rồi. 10.000 nha chị. Dạ rồi. Cái này bánh mì đồ nhét vô cũng ngon. Đây, ai 10.000. Đây của bà ba bên đây 10.000 luôn. Rồi 5.000 luôn. Cho bà. 5.000 của con. Thử bọc mẹ ốp cái đó lại cho ta đem vô. Rồi gắn ba tha tiền. Rồi 10.000 luôn. 10.000 luôn hả chị? Cô chị 10.000 hả? Rồi 10.000 luôn. Hộp đầy 10.000. Hộp 10.000 đầy dung luôn. Dồn vô. Rồi, cảm ơn chị nhiều. Đưa cái thùng qua đây. Bán có 3 mâm mắm ruột mà đem cái thùng nè. Cái ấn lạnh không lấy lên được. Nè chị, bỏ cái nắp đây luôn ha, để cái thùng được rồi. Không chắc không bay đâu ha. Căng cho bà Tư 5.000. Rồi căng cho bà Tư 5.000, quên nữa. Uống được chạy. Rồi 5.000 luôn. Hai chị em sáng là tranh thủ lên sớm lắm á cả nhà. Bạn tranh thủ bán mấy cô có đi mừng thì đi. Mười ngàn đầy dung luôn á bà ba. Thử chưa bà ba, vừa ăn không? Dạ. Dạ. Dạ hai. Bà hai ơi, mắm ruột không bà hai ơi? Ừ. Dạ bán. Dạ.
Dạ 10.000. 10.000, 5.000. Dạ, bà hai nhiêu bà hai? Hả? Bà hai nhiêu? Bán hộp. Dạ, trời. 10.000 ha. Dạ. Bánh mì. Dạ. Cái này con làm vừa ăn lắm, không có bị mặn mà nó cũng không. Ờ, dạ bán. Rồi. 10.000 cho bà hai luôn. Cô 10.000 luôn hả cô ha? Dạ. Rồi, dạ bà. Bà chắc cũng lớn tuổi rồi ha. Dạ. Rồi, 10.000 luôn. Rồi, con cảm ơn. À, bữa nay chó có cái thùng đựng tiền sướng vậy. Không có nhét vậy. Nào đầy thùng đi về hay vậy? Chắc cái đó phải đi xin thêm. Mưa luôn. Sáng mưa sớm luôn cả nhà ơi. Với lại cái món này cũng dễ ăn lắm. Mở tên. Bé 10.000 đó rồi. Bé 10.000 đây. Ôi cảm ơn. Món bé nhiêu đâu. Bệnh nữa à hả? Rồi nhà nó lây cả nhà luôn rồi đó. Rồi 10.000 của mình tư luôn. Bánh ruột chay nè cô ơi. Em gì 20.000 bánh ruột đây. Dạ, dạ rồi. Bà Út, bánh ruột chay nè bà Út ơi. Dạ. Rồi, giỏi chị. Làm mâm mâm tao tưởng đâu làm chả hay làm gì. Chả. Bữa nay con trộn tay lỗ hơi bị lố rồi đó. Con cho ba mâm luôn. Thấy trong hồng nhỏ ít mà sao trộn ra. Để nhiêu dạ. Dạ. 10.000 bốc ơi. Hộp gì vậy chị? Dạ. Vô hộp để ăn hoài nè. Dạ. Con trộn he đu đủ một hùng bự gì nè. Gầm cái con lấy con trộn. Lấy 10.000 nữa. Lát nhớ lấy vô nha. Đủ rồi đó. Chị ó cái này là đại lý tiền lẻ cả nhà ơi. Trộn ra bắt bông và ti. Qua móc ruột vào. Rồi chị, một hộp. Bạn con cho bà miếng. Không mua 3 ngày. Ngàn. Dạ. Bà mấy ngàn? Dạ 10.000. 5.000. 5.000, 10.000. Nè, gửi tặng cho bà đi. Chị gửi tặng cho bà ăn đi lấy thảo đi. Khỏi lấy tiền. Khỏi rồi. Bà gung. Tên nữa tôi giống vậy đó. Ủa biết số phận của mình luôn. Lên nữa đó. Một thuốc này là gắn đội đi nè. Dạ. Rồi. Dạ chúc bà ngon miệng nha. Dạ. Dạ số quả. Tôi luôn vậy đó. Tôi già tôi giống bà hơn bà hai vậy đó. Rồi hai hộp luôn đó chị. Một chút đi ở nhà. Rồi 10.000 luôn. Rồi 5.000 hai hộp đó đi. Rồi dạ rồi. Bán cho 5.000. Dạ được. Bị ăn có mình lên có hộp luôn. Dạ. Chị ơi mình sao lộn chị thận quậy ta.
Chị là chị Nơi hả? Ừ. Nơi. Chị Nơi. Chị Thuận là cái chị ốm ốm cao cao. Ừ. Bữa nay gì bà gói bánh tét vậy? Dạ em gói. Bữa nào xiên xiên gói bữa nữa. Gói bữa nữa đi. Làm bà bảy đó bà kêu. Dạ. Nó ăn cái nó hỏi cậu mắm ruột chai nè. Mẹ em mua thêm nó ở đâu mà. Tại sẵn chiến đó các em gói luôn. Mà gói mini vậy dễ ăn ha. Mini vậy ăn không ngán. Dạ. Bữa đó ăn đậu như ngọt, đậu như trắng mà. Hai đậu như trắng không? Vậy hả? Ừ. Rồi vậy là đưa lộn rồi. Rồi, cảm ơn chị. Rồi của 20.000 luôn. Đông người hai ba người. À, dạ, nó có chuẩn trơn à hai ơi, giờ ít nhiều gì nó cũng có nhiêu đó hả? Dạ rồi. Dạ. Đâu? Có hai. Đây, bạc. Bánh tráng rồi thì bỏ thêm á. Rồi, 5.000 của bà Năm luôn. Nhiêu dê chị? Bán 5.000 thôi. Dạ. 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 Đây, của bà đây. Con số rồi nè. Đắt đạt quà đi. Rồi, 5.000 luôn. Rồi, thói cho 20.000 luôn. Rồi, con cảm ơn. Đi chợ không? Cảm ơn nha chị. Mắm ruột chai nè chị ơi. Lâm gâm không, bữa nay thế nào ông cũng mưa lớn à. Thấy bầu trời này là nó âm u dữ lắm à. Bún cái gì ạ? Mắm ruột. Wow. Này mắm ruột chai. Rồi bán hộp đi. Dạ. Dạ 10.000 lắm Năm. Ủa nay bác Năm đi đâu mà sách có xô nữa? Mua đồ. Rồi, mua cháo đồ ăn sáng. Dạ. Rồi, con hòa tiền Năm luôn. Con cảm ơn. Vừa tới luôn rồi. Xong một mâm rồi đó mấy cả nhà ơi. Còn miếng gì em sẽ dồn vô hộp cho gọn cái mâm. Hết một mâm rồi đó. Mâm. Trời, tí xíu nữa. Một chai đây, một chai đây, cầm ngoài lũ mà bỏ rồi. Lát cái hai dì em đẩy dài dài về dưới luôn nha cả nhà. Chợ sớm thím hai. Mắm ruột. Mắm ruột. Dạ. Mắm rồng hả? Dạ hộp 10.000. Mắm rồng hơi nhiều nữa rồi. Dạ. Ít thôi bắn mắt thôi đừng bắn mắt. Bán rẻ rồi mau hết. Rồi chị ơi 10.000 luôn. Dễ ăn không hết. Để tủ lạnh mai ăn tiếp. Bán bữa nay bán một ngày mà ăn tới 2 ngày lần đó. Rồi dữ. Ăn tới nhà mơi luôn đó. Rồi con cảm ơn hai. Về đâu
mình về phong thủy coi nó có tốt không. Bữa nay lấy ít cá ha. Bữa nay chắc dỗ. Dạ hả? Chiều tư người ta giao bầu cho hôm qua để không bắt. Trời ơi. Những mai gì hải đi. Mình đẩy dài dài xuống luôn tại vì ở trên chợ bác. Qua bên kia đi ngược chiều. Mắm ngược bà Tám ơi. Dạ con đẩy dài. Để chị thôi tiện cho con. Máng nữa không nha. Quá trời, dở quá trời. Tải quá. Quá tải rồi, xe. Dạ 20, 20, 2 hộp. Xe này hơi bị quá tải rồi. Dạ rồi. Rồi bỏ thí đi. Dạ. Rồi con cảm ơn. Sáng nay cũng mua nhẫn lòng. Dạ bữa nay nhẫn lòng đắt. Dạ con đẩy dài về. Dạ. Dạ thôi con đi dài về cái về cái con ở nhà luôn à. Có ế thì đem về luôn. Rồi. Rồi cảm ơn chị. Đây chị bầu. Thôi đạp xe đi học rồi. Dạ căng cho nó đồng để nhiều khi gấp ít gấp nhiều. Rồi chị mắm ruột chay không ba ba ơi. Chị mắm ruột không chị? 10.000 một hộp đầy dung luôn. Dạ mắm ruột này nhét bánh mì hay bún gì cũng ngon. Bà Bảy bữa nay không có đi. Trời ơi, bà Bảy mà theo là dễ gì thiếu vắng cái tiếng của bà Bảy. Bà Bảy à. Nhiêu em? Dạ, lấy em rồi. Dạ. Đây, gửi chị. Dạ, cảm ơn chị. Mong cười túng tí. Hết rồi hả? Về cười tính tiền. Rồi vậy 10.000 luôn. Gài lại. Dạ cái gì? Rồi cảm ơn em nha. Dạ. Rồi về về luôn. Được rồi cháu ơi. Dạ rồi chị. Rồi 10.000 luôn.
không được hả? Dạ. Trời ơi, nay bạn đều đẹp chứ. Này, nhắc này đi làm hay dạ? Dạ. Mắm ruột không hả? Dạ, mắm ruột chai ông ơi. Dạ, 10 ngàn chị. À, cho chị gửi đi. Chút bỏ tủ lạnh cho bà. Dạ chị, thôi tiền cho chị đi làm luôn. Rồi, cảm ơn chị nha. Dạ, dạ rồi, ông chờ con xíu nha. Dạ rồi, rồi 10 ngàn đó chị. Dạ chị. Chị cũng chết luôn á. Rồi 10 ngàn luôn. 10 ngàn luôn hả chị? Ừ. Dạ rồi, cảm ơn chị nhiều nha. Cho em cái bọc với chị. 8.9 này. Rồi con cảm ơn ông. Ông cầm luôn luôn. Cho em cái bọc cho chị. Thôi khỏi đi chị cầm. Rồi cảm ơn chị luôn. Chị mắm ruột. Mắm ruột. Mắm ruột chai nè chị ơi. Ai chị vừa hả? Đi rồi. Gì dạ? Mắm ruột chai. Hủ dạ. Hủ ăn không được. Ừ. Dạ. Ông hai hả? Ông hai mua rồi. Rồi 10.000 luôn. Dạ chị. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, xong. Dạ về luôn. Luôn, đồ gấp quá chững. Quá chững rồi. Cái này gấp lên ba rồi đó. Đây, cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn chị nhiều. Mất chạy rửa theo mình. Nãy thấy đi chợ rồi. Hãy đi chợ mà cái đầu dòm. Cái dòm dòm thôi chút xíu cái chạy theo kiếm mình theo. Ơ giờ này có hai bà ba ngồi mắm ruột chai đi bà ba ơi. Mắm ruột, mắm ruột chạy. Dạ bún ơi, bà ba mua nhiêu lát con đi mua dùm cho. Con bán mà nhiệt tình vậy luôn đó. Chạy mua dùm luôn. Dạ 300g 10.000. Tương 300g 10.000. 300g 10.000 đầy một hộp luôn bà ơi. Bao nhiêu bác bán luôn. Bữa nay tôi đi rồi. Ngàn cũng bán luôn. Ngàn bán luôn. Nhiều cũng bán hết. Bán hết trơn. Cho của mình người. Dạ ơi. Nên bà dạ có lấy 20 đi. Nhiều bà ba 10.000 hay bà ba ha. Ờ. Hả? Lấy 32 hộp đi. Cái đó dạ. Nhiều hộp. Dạ 10.000 đó. Dạ. Mà nó lưng quá à. Đậy gậy chút nữa bay. Ơ con gậy không được luôn gậy mà bà ba còn chơi lưng nữa. Không 10.000. Dạ. 10.000 bà phải không? Của ai? Của bà ba 2 hộp. Hai bà ba nào? Bà ba nào cũng được chứ á. Thôi bà cho bà này đi. Có gì á thì bà già ưu tiên rồi còn không kẹo nó không có. Có gì thì tự vô hai bà ba xử lý nhau đi. Bà già ưu tiên rồi. Hai bà ba dạ tiếng vui vui vui. Bán tới đâu mà cổ mò là mới con dĩ à. Hai rồi đậu ở trển đẩy dài dài về còn dĩ đó đó. Dĩ thứ hai rồi nè còn dĩ nữa đó. Bữa nay trộn hơi bị lố. Dạ rồi. Mẹ nó đi cồn nhường cho nó luôn. Dạ rồi 10.000. Cho nhỏ cháu đi. Rồi nè, dạ. Nhường đây. Ở tới nhường. Ai làm con nhường thôi chữ dĩ ngựa chữ chó.
Rau là rau gì? Con có rau ăn được rồi. Ăn chuyện. Một mâm hết trơn, hết. Hết. Mâm này nữa bán không đủ. Mâm nữa bán không đủ. Con sợ ế đây mà ba nói không đủ chồng lên luôn chị. Rồi cái gì mà ế con? Ăn tương mà. Này mà một 10.000 cứu con nhỏ cháu nè. 10.000. Rồi bán ai cũng đầy dung hết trơn, tôi luôn chị. Bà lấy gà hộp gà con gấp thêm cho. Mua hộp nữa. Bà mua bà cho con. Bà mua bà cho con đi. Cũng số rồi toàn không hay nha. Đây gửi bà ba. Cái ngà chú số chú chú. Trang ngày nay được rồi. Bà ba mấy hộp? Bà ba hai hộp rồi. Thôi khỏi lấy tiền ông ơi. Mua hộp đi con cho chị. Bà ba bữa nay con mới biết là người này với người này là chị em. Ê, ta nói là phải anh em mới đúng, đúng không? Mình em mà đó chị. Anh em. Bà này là ông. Rồi. Bán cái đất nan cho nó. Bán cho mất 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 thôi bà ba. Bán mà quá rẻ. Đây. Rồi con hỏi bà ba 40 luôn. Với vậy bà ba 3 hộp. 3 hộp nãy đưa 20.000 đó rồi nữa hả vậy? Ai kêu bà đi nữa hả vậy? Một hồi là có với nhau ha, đến với nhau đó bà ba ha. Đưa trước đòi nữa. Kệ ăn gian đường bỏ. Mắm ruột chai nè Năm ơi. Năm. Dạ. Đẩy xuống. Đẩy xuống nè. Sợ hả? Gặp hai bà ba sợ hả chị Tiền? Dạ. Bánh mì cũng được. Rồi. Món nha, mình cứ hèn. Rồi. Không tiền luôn. Rồi em thôi chị lấy 40 luôn. Rồi cảm ơn chị. Hợp luôn. Mắm ruột xương. Mắm ruột xương. Nghe nói ruột. Ruột. Dạ, 10.000 ăn cả ngày bữa nay rồi lẳng tới ngày mai luôn. Nay gái gì chơi vậy? Thứ hai. Thấy cái gì? Dạ. Rồi đẩy xuống. Rồi con cảm ơn. Dạ. Ba trăm gram mấy kìa. Dạ. Dạ đây giao hàng tận nơi luôn. Đẹp quá, không dám ra đường quá không? Rồi 10.000. Thói hả? Rồi, ok. Đãi có tiền là thói luôn. Chảnh cho mấy bà mằng ra có, rồi có mình đẩy cho chị lại. Để con đặt 80. 10.000 nữa. Rồi, 90. Rồi. Đủ rồi hả? Trời ơi, đồng tiền chống gì? Đồng tiền chống lỏng luôn. Đồng tiền luôn. Hai chú ruột chai nè chú. Rồi 10.000 chị lục. Căng đỉnh quá ta. Em mà chị căng đỉnh quá, căng ba mắm rồi mà không chuẩn nữa thôi. Rồi cảm ơn.
ruột chứ Ninh ơi. Mắm ruột chay nè. Mua đi mua bún ăn cho Ninh nè. Chút quay về nha chú Ninh. Dữ à? Con bán già về dữ. Mừng ngày hay gì chú Ninh? Mừng dạ. Bà Út bà khoái này lắm nè. Rồi, 10.000 luôn. Có lẻ cho con lẻ đi nghe, chắc này con hết tiền hồi rồi. Rồi, con cảm ơn. Đây. Rồi, dạ về luôn. Buộc, bye. Anh đến chỗ rồi. Dạ. Cảm ơn. Mắm ruột chai. Năm ngàn, mười ngàn, năm. Gì con? Năm ngàn hay mười ngàn? Mười ngàn đi con. Mười ngàn ha. Có đứa nó còn ở bên đây. Dạ. Bò ngủ chưa thức hả? Chưa. Rồi, 10.000 cho hết năm luôn. Nếu mà 9 là 10 thì bao hơn ra. Ngoài là người đó. À, con cảm ơn. Rồi, dạ về luôn. Này đám dỗ. Ruột không chú. Ruột chai. Rồi, 10.000 luôn. Rồi chị mau dữ ha, mua gì chắc mua trên hạnh nè. Rồi. Để riêng đó đi. Mua. Rồi, trời bữa nay ta thấy cỏ xanh rồi. Cỏ xanh mà đổi nè. Cỏ xanh mà bị đổi, không phải mượn. Mua mắm ruột không cô Châu ơi. Được không? Này ăn lắm. Mắm ruột. Mắm ruột cô Châu. Dạ, mắm ruột chay. Dạ. Dạ. Mua mắm ruột chay nè cô Châu ơi. Dạ. Thôi con không nhớ nữa, thôi xù luôn đi. Rồi, xù đi. 5.000 không nhớ. Dạ 5.000. Dạ rồi 5.000. Không biết trả chưa cũng quên. Dạ. Không, thôi không quên. Giờ cô cháu mình về đi. Rồi. Nhớ ngày trả quên. Dạ rồi, cảm ơn cô. Quái rồi, quái thật luôn kìa chị. Chưa, đẩy lên chảnh bán dài gì. Này ngồi sau lưng ngoái lại rồi kìa. Ê, biết ngồi biết khoái hả trà. Ta lớn rồi đó. Cái gì? Mẹ mẹ sáng bán mẹ có ế không? Hỏi coi, hỏi lại coi người nào có ế không? Đậu que kìa, sách đậu que ế kìa. Ê, đậu que ế kìa, sách kìa. Có hai bọc đó hả mẹ? Hai bọc 10.000. Vào cái nhà. Ké luôn. Ké luôn. Lại đây, đây, đây. Mắm ruột là bà hai. Bồi, bồi. Dạ. Bắt trên dài dìa bà hai ơi. Bắp luôn. Này còn chừng 2 hộp, 3 hộp nữa hết rồi. Nãy Hiếm Hai mua rồi. Mua nữa hả? Trời ơi. Dạ. Bà Hai 10.000, giờ còn nhiêu là chú Hai nhiêu đi? Nhiều vé, hết nhiều đi. Hết rồi Hiếm sao ơi?
Dạ. Có rồi. Bà Hai cái này ăn chắc nửa tháng đi. Bà Hai ăn lâu lắm. Dạ giờ con bán nửa ký đậu que à, không có mắm ruột. Dạ. Rồi, chú Hai 5.000 đi. Còn sao cùng? Rồi, dạ. Đây chú Hai nè, bọc đậu que luôn. Đậu que 10.000 á mẹ. 10.000 hết rồi. Còn bọc đậu que nếm xơi. Cái này là đủ chưa? 15.000 đây. Cái này nhiêu? Dạ cái này hiếm sáu con lấy rồi. Dạ. Dạ. Hết rồi, hết luôn rồi. Bà lại đây trễ chín đò bà Sáu ơi. Dạ. Đây của hiếm sáu. Dạ. Đưa mẹ con luôn kìa. Mua ăn thế là mê luôn. Mua đặng mơ. Bà tính mua ngoài để đám giỗ. Vậy hả? Trời ơi. Dạ. Hết rồi cả nhà ơi. Tưởng đâu là bị ế nhưng mà không có. Không có ế. Ba mâm hôm nay là bán hết trơn luôn nha. Này là 300. Đây. Bột que thôi 10.000. Có hết 10.000 luôn. Để rồi con cảm ơn chú. Nè. 10.000 đó. 10.000. Thì còn đậu que đây. Bữa nay là bán cái mâm đậu mắm ba mâm mắm ruột là được 405.000. 405.000. Là hôm nay là chọn ba mâm mắm ruột bán thì đắt dữ lắm luôn á cả nhà, từ trên đẩy dài còn xuống á tới đúng rồi là 415.000. Đi đến khúc nào thì bà con cũng ủng hộ hết trơn á. Thì thôi Diền cũng xin tạm dừng video tại đây nha. Kính chúc quý ông bà cô chú anh chị và các bạn xem video thật là vui vẻ. Giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.